Huỳnh Như ra mắt trong trận thắng của Lang. Huỳnh Như vào sân thay người khi Lang Villaverden đánh bại Valadares 1-0 ở vòng 1 giải nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha ngày 11 tháng 9, phút 88. Khi Lang đang dẫn 1-0, huấn luyện viên Daniel Pacheco đưa Huỳnh Như vào thay Malu Smith. Tân binh đến từ Việt Nam cười tươi khi chạy vào sân. Đây là lần đầu cô góp mặt tại giải vô địch Bồ Đào Nha. 2 phút sau đó, Huỳnh Như lùi về giữa sân khống chế gọn đường bóng bổng. Đi ngang trước khi chuyển sang cho đồng đội cánh phải thoát xuống, nhưng đường tạt sau đó của Sarah đi thiếu chuẩn xác trong 8 phút bù giờ. Lang chủ yếu tập trung phòng ngự để giữ vững tỷ số nên Huỳnh Như không có nhiều bóng để thể hiện kỹ năng tấn công. Đội trưởng tuyển Việt Nam lùi sâu về phần sân nhà cùng các đồng đội tranh chấp ngăn chặn đối phương tấn công. Cô có mặt ở 3 pha đoạt bóng thành công cùng một pha dẫn bóng xuống sát biên trái trước khi chuyền ngược lên cho đồng đội tìm cách dứt điểm. Lang thông báo ký hợp đồng với Huỳnh Như hôm 25 tháng 8. Tuy nhiên, họ phải chờ tới 12 ngày sau mới có đủ ITC để hoàn tất việc đăng ký thi đấu ở Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Pacheco đánh giá cao sự hòa nhập của tiền đạo Huỳnh Như và trao cho cô cơ hội ra mắt ngay ở trận mở màn giải vô địch quốc gia. Người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Lang hôm qua là tiền vệ trung tâm Sini Lassinen. Phút 18, cắt được đường truyền của đối phương, số 8 lập tức dứt điểm từ khoảng 40m, thủ môn của Valadares đang dâng cao và không kịp lui về để hóa giải, có bàn thắng sớm, Lang thuận lợi duy trì lối chơi phòng ngự phản công. Valadares kiểm soát bóng nhiều, tích cực mở sang bên phải cho Inferoga. Tuy nhiên, những pha tạt tầm thấp hay cao của số 24 đều bị hàng thủ đội khách hóa giải. Thủ môn Pau Hà cũng chơi xuất sắc, khống chế tốt các pha bóng bổng rót vào vòng cấm. Lang còn có lần thứ hai đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà ở phút 28 khi Sini câu bổng từ giữa sân để Gabi đánh đầu vào. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng số 99 của đội khách đã việt vị. Giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha có 12 đội góp mặt. Lang là một trong 5 đội giành chiến thắng ở ngày ra quân. Dẫn đầu bảng là Benfica với chiến thắng 6-0 khi tiếp Maritimo. Lang sẽ đá trận thứ hai vào ngày 18 tháng 9, tiếp đón Toen, đội có chiến thắng 2-0 ở vòng 1. Huỳnh Như sinh năm 1991 ở Trà Vinh. Cô gia nhập câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010, giành 7 chức vô địch quốc gia, 4 cúp quốc gia. Ở cấp đội tuyển, Huỳnh Như giành 3 HC vàng SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup, giành vé dự World Cup nữ 2023. Cô cũng có cho riêng mình 4 quả bóng vàng Việt Nam và giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển với 59 bàn.